trên lĩnh vực an ninh trật tự, lại thêm một vụ phá rừng tại tiểu khu 727 Lâm Phần do công ty lâm nghiệp Tam Hiệp, huyện Di Linh quản lý, vừa được Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt giữ trong ngày 10 tháng 8. Hiện trường phát hiện vụ việc là vùng rừng giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Trong 15 đối tượng tham gia phá rừng, có 7 đối tượng bị cơ quan chức năng bắt tại chỗ, đều ngụ tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, gồm Nguyễn Văn Diên, Lữ Văn Dực, Nguyễn Văn Dôm, Xì Dình Phu, Lê Văn Ly, Nguyễn Văn Năm và Nguyễn Hổ, cùng các tăng vật gồm 5 máy cưa gỗ, 11 hộp và phách gỗ hương, 1 phách gỗ gõ, 6 phách gỗ căm xe, 5 hộp và phách gỗ bằng lăng. Tổng khối lượng các loại gỗ này gần 10 mét khối thuộc nhóm 2, 12 xe máy độ chế, 1 xe cải tiến chở lâm sản và nhiều vật dụng phục vụ ăn ở sinh hoạt. Đoàn truy quét đã tạm giữ hành chính 7 đối tượng trên cùng các tăng vật phá rừng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện vụ việc này. Trước đó các đơn vị đã tổ chức một thời gian dài trinh sát địa bàn, vượt hàng trăm km đường rừng để bắt gọn nhóm đối tượng phá rừng. Mặc dù được các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt, tuy nhiên khu vực rừng giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận thời gian qua, tình trạng phá rừng vẫn diễn biến phức tạp. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Xét thấy bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số, không biết chữ, nhận thức còn hạn chế,